đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau, ký hiệu CP01, khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2023, đến nay là tháng 5 năm 2024, thì đã hơn 15 tháng thi công, tiến độ đạt khoảng 20% toàn bộ khối lượng dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau có điểm đầu tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, điểm cuối huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, chiều dài 110 km. Hiện tại nguồn cát đắp nền đường cũng đã về đến công trường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Bài toán về nguồn cát đắp nền đường cũng đã được tháo gỡ. Về phần cầu, đã và đang xây dựng chuẩn bị hoàn thiện các cây cầu vượt ở các nút giao thông lớn. Trong video hôm nay, tôi sẽ cập nhật tiến độ tại điểm đầu cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Nút IC2, vị trí này sẽ hình thành 4 tuyến đường. Những tuyến đường sẽ đi về đâu thì chúng ta cùng tìm hiểu kỹ vị trí nút giao thông này. Điểm cuối cầu Cần Thơ 2 và nút giao IC2 đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Trước tiên chúng ta nhìn tổng thể phối cảnh nút giao và xem bản đồ hướng tuyến của đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau thì nút giao thông này được xây dựng hình dáng hoa thị. Điểm cuối của dự án cầu Cần Thơ 2 sẽ được kết nối vào nút IC2 đang xây dựng tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1 đến đường quốc lộ 91B. Thành phố Cần Thơ cũng đang xây dựng đường vành đai phía tây Cần Thơ kết nối từ quốc lộ 61C đến quốc lộ 91. Chúng ta nhìn hình ảnh thực tế thì vị trí nút giao thông này đang xây dựng kiểu hình dáng hoa thị, gồm có 2 tầng, xây dựng các đường nhánh về hướng quốc lộ 91B, hướng đường quốc lộ 1 cũng như nhập vào cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Nút giao thông này có ý nghĩa rất lớn, mục đích để các phương tiện giao thông có hướng đi mới vào đường cao tốc CT01, giảm lưu lượng phương tiện đi trên quốc lộ 1 và quốc lộ 91B. Ví dụ các xe chạy từ Vị Thanh hay ở Cái Cui muốn lên đường cao tốc thì phải đi vào tuyến đường nối rồi di chuyển đến điểm đầu nút IC2. Cao tốc Cần Thơ Cà Mau là dự án cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông CT01, được kỳ vọng là tuyến đường cao tốc liên vùng từ thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ về đến Cà Mau, kết nối các đường cao tốc trục ngang gồm có cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng, cao tốc An Hữu Cao Lãnh, cao tốc Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu trong tương lai. Trong video sau, tôi sẽ cập nhật tiến độ xây dựng đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau tại các nút giao quốc lộ 1 cũng như quốc lộ 61, quốc lộ 63 và điểm cuối tại Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin hẹn gặp lại trong video mới nhất.